đối với cả một em mặt nạ dưỡng da như thế này thì chắc hẳn rằng là tất cả các chị yêu của nhà em đều không thể nào mà thiếu trong cái tủ đồ skincare của chúng mình đúng không ạ? Và đối với cả một em mặt nạ dưỡng da của VNTIP thì ngày hôm nay cũng sẽ lên một cái mức giá sale dành cho mọi người. Và cái mặt nạ dưỡng da này thì em khẳng định với mọi người luôn là nó rất là lành tính, không có những cái chất hóa học làm ảnh hưởng đến da cũng như là sức khỏe của chúng ta. Và mặt nạ này thì đặc biệt là cần thiết trong cái thời tiết gọi là hanh khô sắp đến mùa đông như thế này rồi. Các chị em hàng ngày một tuần thực ra chỉ cần đắp mặt nạ cho em tầm khoảng là 3 đến 5 lần thôi là ngay lập tức cái da của ta sẽ được cải thiện rất là rõ, mờ thâm nám này, da căng sáng bóng hơn rất là nhiều, và đồng thời là da mặt của chúng ta sẽ mịn hơn và cấp ẩm rất là tốt luôn, tránh được những cái tình trạng là da hay kiểu da mặt da khô của em ý là hay bị kiểu tung một đống những cái da khô, da chết ra ấy mọi người ạ. Thì mọi người hãy nhớ là sử dụng ngay của em mặt nạ của VNTIP nha. Comment thật nhanh cho em ở đây là mặt nạ dưỡng da kèm với cả số điện thoại để chúng ta lên cơn thành công nhá. Mọi người comment cho mình là mặt nạ dưỡng da cách